Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tình báo phương Tây cho rằng Nga đang khai thác cơ hội đẩy mạnh tấn công trên không và trên bộ vào Ukraine giữa lúc vũ khí và đạn dược mà Mỹ mới thông qua chưa tới tay Kiev. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định Gần đây, Nga đã tăng tốc độ tấn công vào miền đông Ukraine. Trung tá Volosin, đại diện nhóm lực lượng Khotysia, phía đông của quân đội Ukraine cho biết, số vụ do tranh đã tăng lên và lưu ý rằng hầu hết các cuộc tấn công đều diễn ra ở khu vực chịu trách nhiệm phòng thủ của nhóm, trải dài từ vùng Kharkov đến khu vực biên giới hành chính giữa Donetsk và Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng số cuộc tấn công của Nga đã tăng 17% từ tháng 3 đến tháng 4 và hơn 75% các cuộc tấn công trên bộ được ghi nhận xảy ra tại các điểm nóng Chałopja, Idipka và Marinka. Đặc biệt, số vụ tấn công của Nga gần Chałopja đã tăng 200% từ tháng 3 đến tháng 4. Trung tá Volosin cho rằng, việc Nga tăng cường tấn công hiện nay là do bùn lầy sau mùa xuân đã khô, tạo điều kiện cho phương tiện cơ giới hoạt động và các lực lượng Moscow đang cố gắng tận dụng điểm yếu tương đối của Ukraina để tấn công. ISVK tiếp tục đánh giá lực lượng Nga sẽ duy trì tỷ lệ tấn công cao khắp miền đông Ukraine để giành lợi thế cho đến khi viện trợ phương Tây tới được tiền tuyến. Theo hãng tin CNN, ba quan chức Mỹ cho hay sẽ có một khoảng thời gian trễ giữa quá trình phê duyệt các gói viện trợ và việc tiếp nhận, từ đó dẫn tới sự khác biệt đáng kể trên tiền tuyến. Các quan chức Mỹ cho rằng sự chậm trễ này cũng chính là cơ hội để Nga khai thác. Gần đây, Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Ukraine. Kiev cho biết Nga đã bắn hàng chục tên lửa và UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Gói viện trợ bổ sung 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã bị trì hoãn phê duyệt suốt nhiều tháng ở Quốc hội Mỹ và mới chỉ được thông qua vào tháng 4. Theo giới chức Ukraine, trong khoảng thời gian này, các lực lượng Ukraine đã phải trả giá cả về lãnh thổ và thương vong. Do đó, quân đội Nga được cho là sẽ tận dụng khoảng thời gian lô vũ khí số lượng lớn của Mỹ được chuyển giao tới Ukraine để cố gắng giành thêm ưu thế trên tiền tuyến. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko cho rằng, với mức độ hỗ trợ mới, Kiev vẫn rất khó giành lại được ưu thế ở bất kỳ vùng lãnh thổ nào. Vấn đề quan trọng hơn là ổn định tình hình. Chúng tôi cần được hỗ trợ nhiều hơn và chúng tôi hy vọng các nước khác sẽ làm theo Mỹ. Giới chức phương Tây và Ukraine hiện đã coi mối đe dọa ngắn hạn về việc Nga gia tăng hành động quân sự có liên quan đến kế hoạch của Moscow về một đợt tấn công lớn hơn vào đầu mùa hè năm nay. Thậm chí, các quan chức Mỹ và Ukraine còn lo ngại khả năng Nga huy động thêm một phần lực lượng ra tiền tuyến giữa lúc Ukraine đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực. Ưu ừ thế của Moscow khiến giới chức quân sự cấp cao Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế và khu trung tâm ở phía đông, những nơi đang nằm trong tầm bắn của hỏa lực Nga. Mới đây, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết đã tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu Su-35S khác do nhà máy máy bay Gagarin ở Komsomolsk on Amur sản xuất. Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất Nga thông báo hôm 8 tháng 5 cho hay nhà máy ở Komsomolsk on Amur đã đạt tốc độ sản xuất trong năm nay. Đây là lô máy bay chiến đấu thứ hai được giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Nhà máy thực hiện các cam kết trong việc cung cấp máy bay mới và nỗ lực tạo ra các lô máy bay phản lực Su-35 và Su-57 thế hệ mới. Công ty cũng cho biết rằng những chiếc máy bay chiến đấu mới đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và bay. Chúng cũng bay từ Consumersk on Onamua đến sân bay triển khai. Su-35S được công ty cổ phần Sukhoi thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa vào tất cả các loại mục tiêu trên không, mặt đất và mặt biển, bao gồm cả những mục tiêu được phòng không bảo vệ và nằm xa phía sau tiền tuyến. Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4 cộng cộng, Máy bay chiến đấu này được trang bị hệ thống radar quét mảng pha điện tử thụ động, đa chế độ, Ibis e Điều này giúp Su-35S có thể phát hiện và theo dõi tới 30 mục tiêu trên không cùng một lúc ở phạm vi lên tới 350 km và tấn công tới 8 mục tiêu trong số đó. Vũ khí chính của Su-35S là pháo máy bay GSH-30-1 30mm với cơ số đạn lên đến 150 viên. Nó cũng có thể được trang bị nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa tiên tiến, bao gồm tên lửa không đối không R-37 tên lửa hành trình tấn công mặt đất KH-59, tên lửa chống bức xạ KH-58 và tên lửa hành trình chống hạm KH-35. Động cơ của máy bay tương ứng với máy bay thế hệ thứ 5 khi đạt được tốc độ siêu thanh mà không cần tăng tốc. Đây là lô máy bay chiến đấu Su-35S thứ 2 được chuyển ra cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong năm 2024. Lô đầu tiên đã được công ty bàn giao vào ngày 11 tháng 4. Hơn 100 chiếc Su-35S hiện đang được biên chế trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga chiếc Su-35S lần đầu tiên thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội trong các hoạt động chống khủng bố ở Syria. Sau đó, khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga cũng đã tiến hành cho các tiêm kích Su-35 tham chiến và giành được những ưu thế nhất định trên chiến trường. Đài CNN đã xác định được một số trại tị nạn của dòng người Palestine tháo chạy từ giải Gaza, bao gồm cả trại tị nạn chính ở trung tâm Rafah, nơi chứa hàng nghìn lều tị nạn. Số lượng và quy mô lều trại đã giảm đáng kể, Tuy nhiên, nhiều người vẫn ở trong trại, bất chấp lời kêu gọi sơ tán của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Đài CNN dẫn lời người phát ngôn cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine UNRWA cho biết khoảng 80.000 người tị nạn đã chạy trốn khỏi thành phố phía nam giải Gaza trong bối cảnh tình hình khu vực đang cực kỳ bất ổn. Theo IDF, khoảng 150.000 người đã tháo chạy khỏi khu vực phía đông Rafah sau khi được hướng dẫn sơ tán hồi đầu tuần vừa qua người dân giải Gaza bắt đầu tháo chạy khỏi Rafa sau khi quân đội Israel cảnh báo người dân ở phía đông Rafa sơ tán ngay lập tức về phía Al-Mawasi và các khu vực khác phía bắc Rafa Israel đã nhiều lần dọa sẽ tấn công trên bộ vào Rafa nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine nhiều người đã chạy trốn xa hơn về phía bắc so với Al-Mawasi nhắm tới các khu vực ở trung tâm giải Gaza nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt hơn IDF cho biết đã kiểm soát hoạt động phần cửa khẩu biên giới Rafah ở phía Gaza và ra soát khu vực này. Các hoạt động quân sự trên chủ yếu diễn ra ở khu vực phía đông của Rafah, cách trại tị nạn gần nhất mà CNN xác định được 1,6 km. Cũng liên quan đến căng thẳng ở Gaza, nhiều nước đưa ra phản ứng sau khi quân đội Israel tuyên bố đã bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự nhằm vào thành phố Rafah và bước đầu giành quyền kiểm soát phía Palestine của cửa khẩu Rafah giáp biên giới với Ai Cập ở phía nam Gaza người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ tuyên bố chính phủ nước này đã thể hiện rõ quan điểm với israel về cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào rafah người phát ngôn trên khẳng định chính quyền mỹ vẫn tin rằng thỏa thuận trao đổi con tin là điều tốt nhất và có lợi cho cả người dân palestine và israel theo đó sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cho phép tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo vào rafah đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền washington kể từ khi các lực lượng israel kiểm soát một phần cửa khẩu rafah Hãng thông tấn chính thức Wafa cho biết chính quyền Palestine cũng kêu gọi chính phủ Mỹ lập tức can thiệp nhằm ngăn Israel thực hiện kế hoạch quân sự tại thành phố Rafah phía nam Gaza. Trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Sevret Jinmat chỉ trích hoạt động của quân đội Israel tại Rafah và cho rằng chính quyền Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hối thúc Israel ngừng tấn công Rafah sau khi quân đội Israel xác nhận họ đã kiểm soát hoạt động tại cửa khẩu biên giới Rafah giữa giải Gaza và Ai Cập. Tại cuộc họp báo, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh, Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Israel lưu tâm đến yêu cầu của cộng đồng quốc tế ngừng tấn công Rafah và làm mọi thứ có thể để tránh một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hơn ở giải Gaza. Theo ông Lâm Kiếm, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Israel lên kế hoạch triển khai kế hoạch quân sự trên bộ tại Rafah đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh bạo lực về cơ bản không thể giải quyết được vấn đề và không thể mang lại an ninh thực sự. Đại sứ Israel tại Moscow, Simona Haperin, vừa qua trong một cuộc phỏng vấn với TASS đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Nga-Israel. Đại sứ Haperin khẳng định mối quan hệ mang tính tưởng hỗ, đồng thời cho biết bản thân có những mối liên hệ rất tốt ở cấp độ cá nhân và chuyên môn với phía Nga. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng đối thoại giữa israel và nga rất quan trọng bao gồm cả những chủ đề mà các bên hoàn toàn không nhất trí đại sứ cũng bình luận về việc bị triệu tập tới bộ ngoại giao nga ngay sau khi nhận vị trí liên quan đến những tuyên bố không thể chấp nhận được đồng thời cho biết thêm rằng nhiệm vụ của bà không chỉ là xác định những khác biệt hiện có mà còn phát triển mối quan hệ giữa hai nước nói chung theo đại sứ quá trình này diễn ra khá nghiêm túc khẳng định sự quan hệ tích cực của mình với nhiều bên tại nga thường là với thứ trưởng Bộ ngoại giao và các cơ quan ban ngành, đại sứ cũng khẳng định điều quan trọng là Nga hiểu lập trường của Israel và sẵn sàng đối thoại. Thông điệp này được đưa ra ngay sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden có tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu lực lượng quân đội nước này tấn công Rafah. Theo FT, nếu tình hình hỗn loạn ở Gaza từ nay đến tháng 11, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, không thuyên giảm, ông Biden sẽ mất điểm trước đối thủ Donald Trump điều đó cũng lý giải phản ứng cứng rắn của ông biden trước việc lực lượng phòng vệ israel idf tiến vào miền đông rafah qua đó tác động tiêu cực tới triển vọng về thỏa thuận ngừng bắn với hamas mặt khác việc không đi đến được lệnh ngừng bắn có thể đồng nghĩa với việc có thêm hàng nghìn thường dân thiệt mạng ở gaza nạn đói có thể xảy ra do viện trợ nhân đạo bị hạn chế và xu hướng lan rộng các cuộc biểu tình phản đối xung đột gaza tại mỹ diễn biến này cũng sẽ dẫn đến sự chia rẽ ngày càng sâu rộng trong đảng dân chủ Tổng thống Biden sẽ buộc phải có động thái cứng rắn hơn nếu xung đột ở Gaza gia tăng căng thẳng một lần nữa. Tuy nhiên, trước lời tuyên bố ngừng cung cấp một số vũ khí cho Israel của Mỹ, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cũng khẳng định Israel có đủ đạn dược cho các nhiệm vụ đã lên kế hoạch bao gồm chiến dịch ở Rafah, nhấn mạnh sự phối hợp giữa Mỹ và Israel. Ông Hagari cho biết, tham mưu trưởng quân đội Israel Hagi Halevi Thường xuyên nói chuyện với người đứng đầu Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông là tướng Michael Eric Kurilla. Ông nói, ngay cả khi có những bất đồng, hai bên vẫn có thể giải quyết chúng một cách kín đáo. Israel có lợi ích an ninh, nhưng chúng tôi cũng nhận thức được lợi ích của Mỹ và đó là cách chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Trong khi một số nhà bình luận đồng ý rằng quân đội có thể có vũ khí cần thiết cho cuộc tấn công Rafah, Israel sẽ rơi vào thế khó nếu xung đột với nhóm Hezbollah ở phía bắc nước này phát triển thành xung đột tổng lực và Washington tiếp tục từ chối cung cấp đạn dược. Do đó, trấn an và khơi dậy tinh thần dân tộc là những gì Thủ tướng Netanyahu đang làm trong nước, trước các cảnh báo từ Mỹ cũng như viễn cảnh nêu trên.